Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Quang Thủy, 31 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, Thủy có quen biết với người phụ nữ tên viết tắt là QA, trú tỉnh Bình Thuận và trò chơi điện tử trên mạng xã hội. Sau đó, nữ quái này nói với chị A mình đang làm việc tại cửa hàng điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu muốn mua điện thoại giá rẻ thì sẽ hỗ trợ hết mình. Bằng những lời thuyết phục có cánh, đợt 1, chị A chuyển cho Thủy hơn 40 triệu đồng để mua 3 chiếc điện thoại di động. Do nợ nần nhiều nên sau khi nhận được tiền, đối tượng lấy tiền tiêu xài và hứa hẹn với bị hại với lý do hàng giờ chưa kịp. Sau đó, Thủy tiếp tục nói dối rằng mình thuộc nhân viên may mắn trúng thưởng khi mua máy cho chị A với giải thưởng hàng tỷ đồng. Để nạn nhân tin tưởng, Thủy chỉnh sửa số dư tài khoản sau đó gửi cho chị A yêu cầu chị đóng thuế 10% giá trị. Vì tin tưởng, nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng cho đối tượng. Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có đối tượng gây ra vụ trộm cắp và cướp giật tài sản của hai tiệm vàng ở thị trấn Đô Lương. Vào cuộc xác minh, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Tiêu Thị Giang, 27 tuổi, trú huyện Đô Lương là thủ phạm. Cô gái này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chiều ngày 4 tháng 1, Giang đi xe máy đến chợ Hải An mua nhẫn vàng giả, sau đó đến một cửa hàng vàng bạc đá quý ở thị trấn Đô Lương vờ hỏi mua. Lợi dụng sơ hở, đối tượng nhanh tay đánh tráo hai chiếc nhẫn rồi lấy lý do không mua nữa và rời đi. Sau đó, Giang tiếp tục đi đến một cửa hàng khác để bán hai chiếc nhẫn được hơn 12 triệu đồng. Nữ quái này tiếp tục yêu cầu tiệm lấy ra 5 nhẫn nữa để xem. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Giang cướp giật số tài sản và bỏ chạy. Đối tượng đem 3 chiếc nhẫn bán được hơn 30 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt. Phan Thanh Việt cùng đồng bọn gây ra vụ án giết 6 người, cướp tài sản rúng động dư luận cách đây 43 năm. Sau đó là hơn nửa cuộc đời trốn chui trốn nhủi. Hơn nửa cuộc đời, mọi thứ đều thay đổi, nhất là vẻ ngoài. Và những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng tội ác thì không. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ Phan Thanh Việt, 71 tuổi, trú huyện Bình Sơn. Trước đó, vào năm 1981, đối tượng bị truy nã về hành vi giết 6 người, cướp tài sản trong vụ án xảy ra tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, gây rúng động dư luận. Theo hồ sơ vụ án, tháng 4 năm 1981, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn gồm 4 đối tượng bàn bạc lên kế hoạch tìm và kết nối với 6 người muốn vượt biên để đưa đi nước ngoài. Tuy nhiên, khi đưa những người này đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Việt cùng đồng bọn sát hại, cướp tài sản và bỏ trốn. Công an sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt nóng 3 đối tượng. 2 người khác bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có Phan Thanh Việt. Vụ án được đưa ra xét xử, tuyên 2 án tử hình, 1 án tù chung thân. Riêng 2 đối tượng truy nã, công an phát hiện được 1 người và tổ chức dây bắt. Song, đối tượng chống trả quyết liệt nên bị bắn chết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Việt lẩn trốn tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nên dây bắt.